Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị tất cả các trường đại học cao đẳng lên kế hoạch cho sinh viên, học viên đi học trở lại ngay trong tháng 2 năm 2022. Đến nay, nhiều trường đã có lịch trở lại học trực tiếp cho sinh viên, cũng như hướng dẫn để đảm bảo công tác phòng dịch. Đối với các trường khối kỹ thuật, trường nghề, việc đưa sinh viên tới trường học trực tiếp sẽ tăng hiệu quả nhiều hơn khi chương trình mới nhiều môn lên tới 70% là thực hành. Ngoài yêu cầu sinh viên tuân thủ các hướng dẫn về phòng chống dịch của cơ quan chức năng và bộ phận y tế trường trong suốt quá trình học tập, các trường cũng đưa ra các tình huống nếu có F0 trong lớp học. Tại vì lần đầu tiên được đặt chân đến trường và em cũng sợ, tại vì tình hình dịch bệnh cũng đang phức tạp nên là em cũng hơi lo sợ một chút về dịch bệnh. Đầu tiên thì em đã được tiêm 3 mũi vaccine rồi ạ. Với cả là em thấy trường có những biện pháp chống dịch khá là an toàn, nên là em cảm thấy sự lo lắng giảm bớt rất là nhiều. Việc trường cao đẳng FPT Polytechnic cho sinh viên đến trường vào cái thời điểm là từ ngày 14 tháng 2 thì nó có một ý nghĩa rất là lớn đối với cả học sinh, sinh viên cũng như thầy cô giáo. Thì các bạn biết là đối với môi trường giáo dục nghề nghiệp thì chúng tôi dạy thiên về thực hành, cho nên cái việc mà tiếp xúc trực tiếp với các cái dụng cụ thực hành, với các cái phòng thực hành là một yếu tố rất là cần thiết. Và hơn nữa thì sinh viên cũng đã đủ 18 tuổi rồi, cứ đủ tuổi trách nhiệm mà chịu trách nhiệm công dân rồi, và các em cũng có cái ý thức cao trong vấn đề là phòng chống dịch. Dù bắt đầu đón sinh viên trở lại, nhưng các trường cũng tùy theo tình hình thực tế để cho toàn bộ học trực tiếp ngay hay chia thành các nhóm nhỏ, các khóa đầu, khóa cuối kéo dài đến cuối tháng 2, đầu tháng 3 sẽ cho sinh viên tới trường đầy đủ.